Hàng ngon, hàng ngon. Lâu lâu dòng đời xô đẩy thì đúng chỗ. Chị có chát đó nha cô. Đi ngang ngoài đường tự nhiên thấy cái tắp vô liền luôn. Phải nói là kiếm cái trái này bữa giờ luôn mà bây giờ mới có dịp á. Theo như cô nói á thì trái điều đỏ là ở Cần Thơ, còn trái điều vàng á là xuất xứ ở Đắk Lắk. Trái này lúc nhỏ mình có được mời ăn một lần rồi, nhưng mà hồi đó mình ăn nó chua nó chát lắm, hơi mập nước tí xíu, mà sao ăn kèm chung với muối ớt. Lâu lắm rồi mới được ăn trái này á. Nên bây giờ ôi trời, thơm nha. Thơm nha. Đó. Cái điều nè, mình chấm vô đây. Chấm nhiều nhiều xíu. Đó, cắn nè. Hơi chát chát. Chua. Hơi ngọt xíu thôi. Chát nhiều hơn. Nhưng không biết sao, rất là hết ăn cái trái. Sặc nước mọi người. Nó mọng nước quá nên nó bị sặc. Sao nãy cái cô bán của nó để cô lựa cho con mấy trái ngọt mà ta. Sao cho nó chét mà nó còn không ngọt nữa. Không sao, lỡ mùi ăn thôi. Cũng được. Chắc trái khác nó ngọt. Bây giờ là tới trái màu đỏ nè. Trái này lần đầu là mình mới ăn. Còn trái kia mình đã ăn, cũng đã ăn thử lần lâu lâu rồi. Cố kêu thì cái màu vàng sẽ ngọt hơn. Bị sâu mọi người ơi. Bị sâu. Cô phải không ta? Này cái hộp không phải sâu. Nhưng mà ăn nó nhạt nhách à. Nó giống như quả mật, quả roi á. Mềm èo rồi mọi người. Ôi nếu mà ăn như vậy mà chấm muối ớt á là phải ăn cái trái anh. Cái điều ngon không? Nó là người thường quá à. Nó này nè, tuy nó hơi chát chát nhưng mà ăn thèm chua á. Chấm muối ớt, trời ơi nó xuất sắc. Trái này ngon. Ăn cái này dễ bị sặc à. Nước làm cho bị sặc muối ớt á. Mà ăn đã lắm. Không kìm được nước mía luôn á. Nhiều khi cũng ngộ, thấy có những cái trái á, người ta kêu dở, cái mình ăn thấy ngon. Cái cũng có những cái món mà người ta khen ngon, tới lúc mình ăn cái nó dở. Còn mấy trái này mà người ăn thử chưa, thấy sao?